À, bắt đầu xuống dưới thì nó quay quay má liền, xuống dưới là quay má liền. Bây giờ thì Tiến sẽ vừa cùng anh em thì xuống dưới sẽ trả lại. Thì bữa nay là cũng trong mấy anh em mà cũng đi ra. Tiến xuống nước vui vẻ chào tất cả cô chú anh chị em nha. Thì hôm nay Tiến cùng mấy anh em thì bữa hổm có gái là chị Hà kiếm được thì mấy anh em kiếm được thì cúng một cái đầu heo. Thì hôm nay mấy em đi trả lễ thì sẽ quay chia sẻ về tình tiết này cho cô chú anh chị em xem nha. Chị nói đâu ra đó, thằng này nó không có nhận tiền nhiều. Còn ngoài ra là bên kia nó làm gì làm, cậy đi mẹ, nó không ai biết. Tốn nhiều cậy bụng nội. Cái chuyện này thì giống như ở đây thì thấy sót mà làm phước tiếp gì thôi chứ. Chắc đâu có nghĩ gì nó đó. Nó không có nghĩ gì cho nó. Mà bữa nào mà dưới 1 triệu là nó không đủ đóng hội đóng hàng người ta. Góp sách người ta nó mẹ cho biết. Mà nó đi dẫn 12 ngày liền luôn. Chú Hai nó dẫn cho tiền mà nó không chịu lấy. Đưa làm 500 vậy đó. Rồi nó đổ dầu 300-400 còn 100. Rồi con ăn sáng này kia nó không có mặn mà. Là nghiệp lắm. Xe chạy có sao tao nói gì chứ nó người dưng chứ nó không phải là cháu ruột của tao đâu. Tôi được là lấy hơn những người mà nó sắp được mà không kéo. Hôm qua đây có ai đi thì tính đi đó mà trễ giờ rồi đi không kịp chứ mà tôi buồn đi với tao với ông này với con tao đó. Mình mà lên dẫn nó mới bả mừng lắm. Đúng rồi. Tao mừng lắm mà tao đi không có kịp. Chú Hoàng không biết nhà rồi. Để kiếm đường nó lâu lắm. Đây là chú Bảy, hai nhà chú Bảy là đã cho anh hai tao năn nỉ tao nói với chú Hai đừng bỏ cuộc, trời ơi em mình như vậy không có bỏ được đâu, bỏ cuộc rồi đó, tội nghiệp lắm. Rồi đây là giờ mà đi xuống cúng ha. Giờ mình đi đi trả lễ xuống cúng nha cô chú anh chị em. Thì hồi lúc mấy anh em thì có đi, có đi thì có giấy. Nếu mà cúng được chị Hà thì mình trả lễ một cái đầu heo. Rồi bây giờ có ghe chưa? Anh chủ ghe rồi. Dưới dưới rồi bắt đầu xuống dưới thì nó quay quay má liền, xuống dưới là quay má liền. Bây giờ thì Tiến sẽ vừa cùng anh em thì xuống dưới sẽ trả lễ cúng người cô chú nha. Sao kiếm giờ chị? Ngày mai có Long An vô ông chỉ hướng dẫn ông làm cái chữ neo móc đó đó. Đầu tiên là móc thằng chồng tôi kéo là rất là nặng luôn đó, động nó dính cái gì mà nặng dữ. Nó mới trả về rồi. Rồi tôi tính sao mà khiến thằng này nó chạy dần dần nó chém cái đứt cái cọng dây mà kéo đó. Cái nó mới lặn xuống nó mò. Là nó vừa ghé lái, ghé lái nó vừa chồm lên thì nó bịch lên. Thằng này chồng cái lấy một cái nó giọt lên nè. Gớt nó bịch xí giùm con vậy nè. Thấy luôn hả? Thấy luôn hả? Ghê gì hả cụ?
Trời ơi, mà xong dớt xong là tất cả mọi người đều mừng rỡ con. Trời ơi, tôi đang muốn cái gần cái shop này người ta hay chưa thì có luôn. Rồi. Bữa đó đông lắm phải không? Tao gừng nước mắt hết trơn, ai vậy chứ mày? Rồi. Không phải gì mình nên tao. Rồi. Dạ cái bắt động người tỉnh chi ai? Đất gần chứ. Thôi như này anh em đi xuống xuống ghe. Đặng đi cúng trả lễ nha, thưa quý nha. Đó thì nhân này thì mấy anh em đi lại cái chỗ mà chị Hà đã nổi lên nha, thì mấy anh em sẽ cúng đó. Thì thật sự ra mà nói thì nói chung ra là mấy anh em cũng nỗ lực đã tìm kiếm là bao 12 ngày qua đó, thì cũng tìm kiếm cũng thành công đó. Thì trước đó đó mấy anh em cũng không có giấy chị là cũng hiển linh để cho mấy anh em tìm kiếm được chị về nơi an nghỉ. Thì bây giờ mấy anh em đi ra hiện trường là hiện trường mà chị đã nổi lên nha cô chú anh chị em. Nói chung ra là cũng nhờ một người cái hiến cái cách nhảy ra một cái cách để mà tìm kiếm được chị Hà, chứ nếu mà không có anh đó nghĩ ra cách này thì tới bữa nay cũng chưa chắc gì để mà kiếm được chị Hà. Cái chỗ phao á sao mà hỏng á. Nhất là cũng có cái xem mấy cái video mà trước đó của Tiến để mà làm cái neo để giăng dây để mà cúng cho chị Hà đó. Đó thì cái cách này là rất là hiệu quả, tại vì khi mà mình muốn thả lặn á, thật sự ra mình nói mình muốn thả lặn á thì không có thể nào mà thả lặn giáp được chân. Còn khi mình cột dây mình làm cái neo á thì khoảng 100 mấy chục mét đó, thì mình đi hai quận thì đi nó giáp mối, thì dù cho cái giặt giãn ở dưới cỡ nào thì vẫn tìm kiếm được. Đó, đây là cái món neo
vị trí mỏ neo này thì tàu của chồng của chị Hà đã neo suốt mấy ngày qua, thì bữa nay thì đã giờ đi rồi. Cũng trong mấy anh em mà cũng đi ra cũng bắt mũi vô đây bắt mũi vô tới. Thì mình làm cái gì cũng vậy, thì mình nếu mà mình giái là thì mình cũng phải giái cúng thì mình cũng phải trả lễ nghe cô chú nha. Là mình làm người sống hay là người chết đó là người phước mặt phước mày, là mình làm đâu đó nó phải cho nó gọn gàng. Ở đây nói chung ra là một khi mà đã mà rơi xuống nước này thì trong vòng tiếng nói ví dụ một trong một tiếng hồ có thể là nó trôi là từ giá là mười mấy cây số. Nó cái sông này thứ nhất là nó rất là nó rộng lớn, thứ hai nữa là nước là rất là chảy xiết. Nhưng thì mấy anh em bữa đó thì cào quận thứ nhất, quận thứ hai là quận nhất đã dướng rồi, nhưng quận thứ hai cũng không biết gì, với luôn quận thứ hai là nó nặng quá nên đứt con dây, tại vì con dây mua con dây luộc nên nó cũng không có mà bự lắm nên đứt luôn đó. Thì trong khi đứt con dây đó thì con dây đứt đó thì nó quấn vô chân dịch đó, nên anh chủ ghe này mới là bay xuống lặn, lặn xuống mới gỡ chân dịch. Thì gỡ đến 10 phút, chừng 5 đến 10 phút thì chị Hà đã nổi lên. Thì trong cái sự bất ngờ và thật sự ghê mà nói thì mấy anh em mà đi quay cái này nè thì cũng đã biết là biết luôn, thật sự là biết luôn. Mà như là không biết cách nào để mà tìm kiếm được đó, nhờ cái anh ở ngoài Long An thì đã chỉ ra một cách thì mới tìm kiếm được. Nếu thật sự ra mà nói mà không có nhờ anh đó thì tới bữa nay Tiến bảo đảm luôn, tới bữa nay hay là 5-10 bữa nữa vẫn không tìm được chị Hà nha cô chú, là Tiến khẳng định điều đó. Thì Tiến chỉ biết sao Tiến chỉ nói vậy thôi, còn ngoài ra thì cô chú anh em xem là cũng đã hiểu, cũng đã hiểu là sự việc nó như thế nào.
chứ Tiến không có nói sâu hơn, thì chỉ Tiến chỉ nói bao nhiêu thôi là cô chú anh chị em là sự việc như thế nào. Khi một người đã thật sự ra mà nói là người mà té xong ít là không bao lâu thì cũng sẽ nổi lên, là cũng thấy được cái chị Hà đó, nhưng mà chị Hà đã 12 ngày trôi qua là không tìm thấy đó. Nói chung là anh em đồ nhờ anh em đã tìm kiếm không mệt mỏi và cố gắng phải tìm kiếm, thì cũng đã nói chung ra là gần cái câu nói ông bà xưa nói trời không có phụ lòng người, mình cố gắng một điều gì đó. Thứ hai đó, những người mà chết quan chết đất á, thì họ cũng rất là linh thiêng, họ phải làm sao để cho mấy anh em một vòng đi rồi bà thấy chào tạm biệt cô chú và các anh chị em nha.